nhá, thì có thể hiểu đơn giản nhá. ATEX là luật ở châu Âu liên quan đến cái việc mà an toàn cho những cái người mà làm việc với thiết bị phòng nổ và ở trong môi trường dễ cháy nổ. Còn nếu mà đi sâu vào chi tiết á, thì lúc đó là mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn là ATEX nó có hai cái chỉ thị. Một là cho những cái cơ sở, những nhà máy mà sản xuất thiết bị phòng nổ, và một cái chỉ thị là cho người sử dụng thiết bị phòng nổ, hay là thường là những chủ sở hữu của nhà máy. Bởi vì nó là luật đó, nên là nó quy định những cái yêu cầu an toàn tối thiểu mà cho cái người làm việc cũng như là chủ sở hữu của nhà máy phải tuân theo để mà duy trì được cái sự an toàn cho con người, cho môi trường, cũng như là bảo vệ được cái tài sản của cái công trình của cái người sở hữu đó. Thách thì là không phải là yêu cầu bắt buộc ở Việt Nam, nhưng mà hầu hết các dự án ở trong dầu khí và những cái nhà máy mà có chủ sở hữu là nước ngoài ấy, thì họ vẫn áp dụng ATEX như là một yêu cầu trong các dự án của họ, bởi vì họ tin tưởng vào cái chất lượng và cái yêu cầu an toàn mà ATEX đã đặt ra. Nên là ATEX cũng rất là phổ biến ở Việt Nam.